Nóng hơn thời tiết của Hà Nội lúc này có lẽ là chuyện người yêu khá bảnh có bạn trai mới. Khắp mọi group cho tới fanpage lớn nhỏ, đâu đâu cũng thấy những hình ảnh của cô nàng DH, người từng kề vai sát cánh với Thánh Múa Quạt, nay đang ngọt ngào trong vòng tay của người đàn ông khác. Không chỉ thế, họ còn mặc áo đôi, hành động tình tứ, chú thích trái tim trên Facebook nên nhiều người tin rằng đây chính là người yêu mới của cô nàng DH. Khác ảnh đã bị bắt hơn một năm, việc DH tìm hạnh phúc mới có gì là sai? Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như họ đã chia tay. Đằng này, hiện tượng mạng khá bảnh vào trại được chục ngày, vẫn tranh thủ quay clip nhắn nhủ mẹ, các anh em cũng như vợ yêu ở nhà. Trong đó, hiện tượng mạng quê Bắc Ninh có chỉ mặt đặt tên là gửi tới vợ yêu DH. Tình cảm vợ chồng mình sâu lắm, vợ ở nhà chung thủy cho chồng. Bên cạnh đó, cái thánh soi còn phát hiện, ngày mà khá bảnh đi, cô nàng xinh đẹp DH cũng ngọt ngào hứa sẽ chờ đợi, vợ sẽ đợi chồng về. Tưởng sẽ chờ 10 năm, giờ 15 tháng đã không đợi. Dù chẳng ai liên lạc được, nhưng dân mạng đoán rằng Khá Bảnh lúc này chắc khá buồn. Tuy nhiên, trước những thông tin này, một vài cư dân mạng chụp lại ảnh và bình luận hỏi thẳng DH xem thực hư thế nào. Cô nàng phủ nhận, cho biết đây chỉ là tin giả. Nhưng sau đó, DH lại khóa bình luận trên trang cá nhân. Sự việc người yêu của thảm họa mạng xã hội Khá Bảnh có người mới còn chưa bớt ồn ào thì dân tình lại thêm phen ngỡ ngàng khi xuất hiện đoạn clip nghi là cô nàng bị đánh gian sắp mặt. Mặc dù cô gái này không lên tiếng nên chẳng rõ giọng, cũng dùng tay che mặt nên không rõ dung nhan, nhưng nhiều dân mạng khẳng định đây chính là DH. Một số còn tỏ ra là fan chân chính của người tình Khá Bảnh cho biết hình xăm này đúng là người yêu anh Khá rồi, theo dõi lâu thì biết. Chẳng rõ cô nàng trong đoạn clip đánh ghen vì quen người có vợ đúng là người yêu Khá Bảnh hay không, nhưng tới giờ hai gương mặt này vẫn chiếm sóng mạng xã hội. Khá Bảnh đang ngoan ngoãn trong trại rồi mà cũng liên tục bị réo tên, quả không hổ danh là hiện tượng mạng xã hội một thời.